Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Radiant. Là làm đây ha. Đó, xịn sò cho mọi người, thỏa lòng anh em chưa? Video trước á thì mình cập nhật dòng Click 125i cũng như 150i nhập khẩu từ Thái. Còn tiếp tục video này thì mình sẽ cập nhật dòng quay 125i ha. Đó, quay 125i nhập khẩu từ Thái Lan nha mọi người. Thấy không? Thỏa mãn anh em đam mê chưa? Rất là nhiều anh em mình trong thời gian gần đây kêu mình review dòng cũng như kêu anh Côn nhập dòng quay Thái này về đó. Thì bây giờ anh Côn nhập đúng một chiếc nha, một chiếc duy nhất thôi mọi người, hàng hiếm ha, một chiếc duy nhất phiên bản màu đỏ candy này luôn. À, này màu đỏ gì không phải candy đâu, nhưng mà mình kêu màu đỏ đỏ candy cho vui vậy á, chứ màu này chắc mọi người sợ đến mạng là sẽ biết à. Đó, một chiếc duy nhất cho mọi người, hàng hiếm nha. À, thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng chút xíu nha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát, cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và nếu có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 các anh Công nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha mọi người. Rồi, quay lại chủ đề chính nè, mình sẽ cập nhật giá bán luôn nha. Quá ngon luôn mọi người, dòng này là nhiều anh em đam mê lắm á, nhất là các bô lão nè. Nói chung là về chất lượng dòng xe Thái là khỏi chê rồi ha. Rồi, giờ cập nhật giá bán luôn cho mọi người tham khảo ha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản quay 125i nhập khẩu từ Thái này với mức giá là khoảng 75 triệu đồng nha mọi người. Đó, 75 triệu đồng ha. Và giá mình báo lúc nào cũng đã có thuế VAT 10%, mọi người chú ý ha. Rất là nhiều cửa hàng bán xe khi mà thông báo qua số điện thoại cho các bạn không có báo giá thuế VAT 10%, nhưng mà khi tới cửa hàng làm hồ sơ các kiểu xong á, người ta mới báo giá thuế VAT 10%. Nên nhiều bạn không biết, cứ tưởng đâu là giá xe mình báo nó mắc, nhưng mà khi cửa hàng khác mà cộng thêm thuế VAT 10% vô, có khi giá xe nó còn mắc hơn giá xe mình báo nữa ha. Nên mọi người chú ý ha, khi mình đi mua xe mình phải hỏi cho kỹ nha, là giá anh chị báo đã bao gồm thuế VAT 10% chưa. Mình thì lúc nào cũng đã báo giá có thuế VAT 10% rồi, là chiếc này là 75 triệu nha mọi người, đã bao gồm thuế VAT 10%. Về vấn đề trả góp á, thì dòng này các bạn trả trước tầm 15 triệu đồng tối thiểu á, là 15 triệu đồng là các bạn có thể làm hồ sơ trả góp nha. À, 15 triệu đồng nha mọi người là làm hồ sơ trả góp được ha. Về thủ tục á, thì rất đơn giản luôn, cũng như mọi lần thôi. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu, hai loại giấy tờ này các bạn photo công chứng hoặc là giấy tờ gốc, và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và đủ 16 tuổi là mình có thể đứng tên cào vẹt xe, áp dụng cho bạn nào mình mua bằng tiền mặt ha. Nói chung là cứ mua bằng tiền mặt là 16 tuổi là các bạn có thể đứng tên cào vẹt xe được rồi nha. Đó, chú ý ha, cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc, giao xe tận nơi luôn. Chi tiết hơn các bạn cứ liên hệ anh Côn để được anh Côn tư vấn kỹ nha. Và về vấn đề trả góp nè, con số trả trước 15 triệu là mức tối thiểu cũng như cửa hàng và ngân hàng hỗ trợ cho các bạn. Còn bạn nào mình có điều kiện thì mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt nha. 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 30 gì cũng được ha. Và đặc biệt là trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả về gốc nha. Chiếc này mà 50% giá trị chiếc xe là nó rơi vào khoảng 38 triệu, khoảng 38 triệu đúng không ta? Đúng rồi, khoảng 38, 39 triệu gì đó là mình có thể nhận ngay cà vẹt gốc rồi. Còn thiếu bao nhiêu thì mình cứ góp từ từ ha, không có vấn đề gì hết nha. Ok ha. Và thêm một đặc biệt nữa nè, là bạn nào mà khi mà xem kênh YouTube của mình tới mua xe ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500 ngàn tiền xăng xe đi lại nha. Và tiền này có thể hỗ trợ vào giá xe hoặc là đưa cho các bạn tùy, các bạn chọn thế nào tùy. Đó, rất là ok luôn ha. Ok ha, quá xịn sò luôn. Nhớ nha, khi mà xem kênh YouTube của mình tới mua xe mà ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500 ngàn tiền xăng xe đi lại nha, mọi người chú ý nha. À, ok ha, đó là về thông tin giá bán cũng như trả góp và quà tặng cho dòng quay 125i này. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết xương xương cho mọi người xem nè. Thật ra dòng quay 125i này nhìn nó cũng tương tự như dòng Future Nail bên mình nhé mọi người nhìn kỹ không, hay giống không? Nhưng mà chất lượng nó hơn nhiều nha, có khi là hơn gấp đôi luôn á, nhìn là sẽ biết. Mình sẽ quay chi tiết đầu tiên cho mọi người xem, đó là phần mặt nạ xe cũng như hệ thống đèn chính trước đi ha. Đó, thấy giờ full LED mà thấy không? Quá xịn luôn, hai dãy định vị bên đây ha. Đó, đèn chính là full LED là chắc chắn nè,
Còn xi nhan thì là bằng sử dụng đèn halogen thôi. Đây mọi người thấy một cái chi tiết đầu tiên khác biệt nhất này mà các dòng xe Việt Nam thường thường không có, đó chính là hệ thống lọc ống xạ, mọi người thấy không? Đó, cái cổ bô mọi người thấy không? Mình quay kỹ kỹ mọi người xem. Quay xa xa tí nha. Đó, mình thấy cái cổ bô lọc này. Thấy không? Trời tối quá mình quay không có rõ được nhưng mà rất là xịn sò nha. Nói chung là dòng này đạt chuẩn, chiếc này là siêu tiết kiệm xăng luôn á, nó đạt tầm khoảng 70 đến 75 km một lít xăng. Mọi người thấy không? Giá trị không? Đây, đây là cái bô cột vô nha, tại vì nhập về á nên nó cột sẵn vậy. Mua thì mình tháo ra rồi mình ốp vô cái bô thôi, thấy không? Đó, bô chưa ốp nè, thấy không? Đó, xịn sò chưa? Mình quay kỹ chi tiết cho mọi người xem ha. Đây. Đây phần mặt hông xe nè, với tên xe là quay 125i ha, đẹp chưa? Chịu quay nó cách điệu rất là tinh tế đó, mọi người thấy không? Đó. Mình quay kỹ mọi người xem, còn đây là hộp số nè. Toàn là tiếng Thái không mọi người, tại vì nhập khẩu từ Thái mà. Đó, thấy không? Mới keng xà beng luôn, chiếc này chưa lăn bánh luôn ha. Động cơ của nó nè, BGM, FI đều các kiểu nè, xịn sò chưa? Đó, mình quay kỹ phần đuôi xe cho mọi người xem. Tại vì chiếc này cũng hiếm khi mình quay ha, nên mình sẽ quay kỹ chi tiết cho mọi người xem. À, đẹp chưa? Nhìn nó cũng tương tự giống chiếc Future Neo bên mình thôi, không khác gì hết. Nhưng mà nó xịn sò rất là nhiều. Mình coi chiếc này gắn bình vô chưa? À, chưa, chưa gắn bình vô. Đây, mặt đồng hồ xe nè ha. Thì xe vẫn sử dụng mặt đồng hồ cơ bình thường thôi. Đây là hai bên đèn báo hiện xi nhan hai bên nè. Đó, số mô nè. Đây là hệ thống báo lỗi động cơ, xăng, nhiên liệu. Còn bên đây là hộp số nè, 1, 2, 3, 4 nằm chỗ này nè ha. Tại vì xe chưa gắn bình nên mình không có mở đèn lên cho mọi người xem được. À, mở xe lên để nó sáng đèn mọi người xem được nha. Nhưng mà nhìn nó hao hao như chiếc Fiona như bên mình đó, không khác gì hết nè. Đây, công tắc pha, còi, xi nhan, nút đề ha, tay nắm đâu nè, đó. Quá xe nè. Thấy chưa? Ok chưa? Rõ ràng chưa? Đây phần động cơ nè, bên cần đạp đâu nè, khởi động rồi nè ha. Nhiên liệu rồi nè. Còn đây bên trước nè, đó, xe sử dụng thắng đĩa ha. Vành năng hoa. À, thắng đĩa được trang bị ở lần trước thôi nha. Còn lần sau là thắng phanh cơ bình thường nha mọi người. Và phanh tán trống cái gì đó. À, ok ha. Chiếc này ngon á, xịn sò đó. Và cửa hàng chỉ nhập một chiếc duy nhất phiên bản này thôi nha. Anh em nào mà đam mê vào dòng nhà này hoặc là ba mẹ của mọi người mà anh em á mà thích dòng này á thì có thể hú một cái nha. Mua liền lùm liền nha. Đó, một chiếc duy nhất thôi nha mọi người. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng quay 125i nhập khẩu từ Thái này. Thì anh em cũng như tất cả mọi người có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của anh Công nha. Và 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.